Thời tiết đẹp, chương trình buổi lễ diễn ra ngắn gọn nhưng phong phú, vui tươi và ý nghĩa. Lễ khai giảng năm học mới 2015-2016 diễn ra đồng loạt sáng nay, thực sự là một kỷ niệm đáng nhớ đối với gần 700.000 học sinh trong tỉnh. Bởi ngày lễ khai giảng năm nay trở về đúng nghĩa là ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường. Phản ánh của phóng viên thời sự. Các em học sinh có mặt từ sáng sớm, mặc trên mình những bộ đồng phục mới nhất, đẹp nhất. Và dù là học sinh thành phố, miền núi hay vùng biên giới, tất cả đều có chung niềm hân hoan, háo hức trong ngày khai trường, chào đón năm học mới. Đúng 7 giờ 30, lễ khai giảng chính thức diễn ra đồng loạt trong cả tỉnh. Phần lễ diễn ra trang nghiêm nhưng ngắn gọn, đó là lễ chào cờ, lễ đón học sinh đầu cấp, đọc thư của Chủ tịch nước và một lời nhắn nhủ ngắn gọn của hiệu trưởng nhà trường đến tất cả các em học sinh. Đây là điểm chung của lễ khai giảng năm nay trong cả tỉnh. Lễ khai giảng ngắn gọn, đầy đủ các nội dung, ý nghĩa và mang lại niềm vui, niềm phấn khởi cho học sinh trong ngày khai trường. Trong buổi lễ thì chúng tôi chú trọng đến phần đón học sinh đầu cấp, đó là 95 em học sinh lớp 1, và tặng quà cho các cháu để tạo niềm tin, niềm phấn khởi cho các cháu khi bước vào một ngôi trường mới với niềm tự hào và niềm tin mới. Nội dung được chờ đợi nhất và cũng là điểm nhấn của lễ khai giảng năm nay ở Nghệ An là các hoạt động phần hội, phần thể hiện của chính các em học sinh. Mỗi trường học tổ chức với những nét riêng của từng bậc học. Như tại trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, bên cạnh những tiết mục văn nghệ ca ngợi quê hương, ca ngợi tình thầy trò, thì nhà trường còn tổ chức các sân chơi tìm hiểu kiến thức, các trò chơi tập thể để các khối lớp, các em học sinh được giao lưu. Cháu cảm thấy lễ khai giảng năm nay có quá nhiều cảm xúc trong lễ khai giảng. Năm nay thì ngoài phần lễ còn có tổ chức phần hội. Cháu thấy đây là một phần sáng tạo hơn, bởi vì như các năm trước là chúng cháu chỉ dự lễ khai giảng, năm nay thì các bạn học sinh của trường có tổ chức phần hội để giao lưu, tổ chức các trò chơi. Còn với học sinh của trường Blue Sky Academy, các em được thể hiện thế mạnh của học sinh trường quốc tế, đó là hát những ca khúc bằng tiếng Anh và những màn võ thuật mà các em được học trong những giờ ngoại khóa. Cháu rất là vui ạ. Và cũng rất tự hào. Cháu thích nhất là tiết mục đồng diễn võ và thể dục. Cháu và cùng các bạn trong trường đều tham gia tiết mục này. Trọng tâm trong lễ khai giảng của nhiều trường học miền núi là những tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc vùng miền, những bài hát chào năm học mới, ca ngợi quê hương bản làng và các trò chơi dân gian của miền Sơn Cước. Năm nay là khai giảng rất vui và rất ngắn gọn. Em cảm thấy là rất vui bởi những tiết mục văn nghệ là đặc sắc và mang đậm nét quê hương. Em mong ước là em sẽ học thật tốt và em sẽ cố gắng dành những tình yêu thương học thật tốt để cho trường vững mạnh hơn. Lễ khai giảng chỉ diễn ra trong 1 giờ đồng hồ, nhưng đã để lại cho các em học sinh trong tỉnh thật nhiều niềm vui và ấn tượng. Đó là một buổi lễ trang trọng với phần nghi lễ không thể thiếu, chào cờ, hát quốc ca, thể hiện tình yêu đất nước. Và đặc biệt, các em được vui chơi đúng nghĩa là ngày hội đến trường, tạo khí thế cho học sinh trong tỉnh bước vào năm học mới.